cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ tối, nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C. Quý khách ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Một lần nữa, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động cho đến khi quý khách đã rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho Vietnam Airlines, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Antonio và phi hành đoàn xin gửi tới quý khách lời chào tạm biệt và ước mong sẽ lại được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 11 p.m. The outside temperature is 24 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned off. Once again, may we remind you that for safety reasons, the use of mobile phones is forbidden at the disembarkation. You are required.